Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay Bio xin giới thiệu cái món hamburger mình ăn với lại khoai tây chiên nha quý vị và các bạn. Đây Bio sẽ sử dụng thịt bò và thịt một ít thịt ba rọi. Mình sẽ xay nhuyễn vô để cho nó có một chút xíu mỡ. Rồi Bio sẽ sử dụng củ hành tây. Mình sẽ chiên nó với lại bơ ha. Bây giờ nêm nếm gia vị vô cái thịt xay. Rồi mình viên thành hai cái miếng hamburger như thế này đây. Một miếng là một phần cho một người nha quý vị và các bạn. Thịt bò nguyên chất. Mình xay củ hành tây. Và mình nêm nếm gia vị tùy theo ý mình. Ở đây mình có củ hành tây ha. Mình sẽ xào với bơ cho tới lúc củ hành nó mềm ha. Bây giờ mình bắt đầu cho bơ vào chảo. Mình sẽ cho bơ nóng tan chảy ra. Mình sẽ xào củ hành. Mình sẽ xào từ từ cho tới lúc củ hành nó mềm mà nó vàng thơm hơn gì vậy các bạn. Bây giờ thì củ hành đã vàng thơm lên rồi quý vị và các bạn. Củ hành mình từ từ mình chiên với lại bơ đó. Nó bắt đầu nó mềm xuống, nó thấm cái bơ với muối. Nãy mình có cho một chút tiêu nữa đó. Thành ra nó rất là thơm. Cái món này thì ăn kèm chung với lại hamburger thì lúc nào cũng phải có ha. Tại vì Mio hôm nay không có salad. Mio không có để thêm salad vô cái món ăn này. Mình sẽ ăn với củ hành chiên như thế này với lại khoai tây chiên. Thịt thì mình chiên nhanh thôi nha quý vị và các bạn, nó vừa chín tới thôi. Cái loại thịt bò này người ta có thể ăn sống rồi đó, người ta xay nhuyễn như vậy người ta có thể ăn sống. Thành ra mình phải chiên cho nó nhanh, chứ mình chiên chậm quá thì nó khô, nó sẽ không có ngon quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ trở mặt thế là được rồi đó. Quý vị và các bạn nhìn cái miếng thịt, cái màu sắc nó tươi, và nó đỏ tươi và nó rất là ngon luôn á. Mình không có nêm cái gì nhiều, cái muối và tiêu thôi. Nêm nhiều nó mất cái mùi của cái hương thịt bò á. Những cái trắng là của người Tây bằm nhuyễn luôn á.
ăn được trời này cái gì vậy các bạn? Nó vừa thôi, bên trong nó vừa chín tới, không có đỏ mà nó không có chín quá. Rồi Mio sẽ chuẩn bị thịt ra đĩa, là được 2 phần của Mio với lại ăn sẵn khoảng 1 phần ấy. Củ hành thì đã dàn thơm lên rồi, thơm thịt là thơm luôn quý vị các bạn. Đây là cái món ông bà dơ, rất là đơn giản và rất là dễ làm. Nếu quý vị và các bạn có thời gian vào cuối tuần thì mình cùng làm cho cả gia đình ăn. Tuy nhiên các bạn nào có những em nhỏ cũng rất là thích, trẻ con rất là thích ông bà dơ ha. Nên quý vị và các bạn nhìn thêm bơ nó nóng lên, rất thơm luôn, theo cái mùi thịt nữa, rất là ngon luôn quý vị và các bạn ơi. Bây giờ thì Mio chiên khoai tây đây. Mio để lọ chiên khoai tây nhiệt độ 170 độ. Mio chiên rất là nhanh luôn. Mình có cái máy chiên khoai tây như thế này thì rất là tiện lợi hay gì cho các bạn. Còn không có thì mình sẽ chiên trong chảo. Mio chiên lần thứ 2 thì càng nhanh, nó vừa giòn hết cái bề ngoài thôi chứ không có cứng cái bên trong. Bên trong nó phải còn xốp mới là ngon ha. Bây giờ Mio sẽ cho cái món hamburger với lại khoai tây chiên ra đĩa. Đây là phần của một người ăn nha. Thì một miếng hamburger thì mình sẽ cho củ hành chiên vào. Củ hành này nó rất là mềm mà rất là thơm. Củ hành ăn cũng rất là tốt cho sức khỏe đó quý vị và các bạn. Mio cho thêm một phần khoai tây. Khoai tây chiên chỉ vàng cái lớp ở bên ngoài giòn thôi, phía bên trong phải còn mềm. Như vậy thì khoai tây chiên mới chuẩn mới ngon nha quý vị và các bạn. Đó, thì Mio sẽ dùng 2 cái loại sốt. Một loại sốt mayonnaise và một loại sốt nó gọi là cocktail. Mio thích ăn sốt cocktail ha. Các bạn có thích ăn ketchup. Trẻ em thì thích ăn ketchup ha. Khoai tây chiên rất là giòn, miếng thịt rất là thơm. Bây giờ Mio sẽ cho sốt đây, mayonnaise và một phần sốt cocktail nữa. Bây giờ thì Mio xin mời quý vị và các bạn cùng dùng bữa món hamburger ăn kèm với lại khoai tây chiên chấm một chút sốt mayonnaise rất là ngon. Mio xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào. Bye bye.